Xin chào tất cả các bạn, chào các em. Thầy Tuấn Anh đây. Rất vui được gặp các bạn trong video này. Sau một thời gian thầy xây dựng kênh YouTube, được sự ủng hộ và tin tưởng từ các bạn thì hôm nay thầy đã nhận được một cái món quà từ YouTube. Lời đầu tiên thì thầy gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn học sinh, các khóa học sinh đã theo dõi, ủng hộ và đăng ký kênh YouTube của thầy. Bây giờ thì hãy xem phần thưởng của YouTube gửi cho thầy là gì nhá. Thì các bạn cũng biết rồi, đấy chính là cái nút bạc. Đây, nút bạc đây của họ đây, gửi về. Thì cái này thầy đăng ký thông tin cho họ cách đây cũng khoảng vài tuần rồi. Tuy nhiên là sản phẩm này thì được làm ở bên trụ sở của YouTube, hình như là bên Mỹ, sau đó thì gửi về Việt Nam, thế nên nó khá lâu. Rất là vui là khi họ gửi vẫn kịp về trước Tết. Ở đây còn có một cái rất là vui, các bạn để ý thấy là họ có cái chữ là không thu tiền, có nghĩa là họ free ship cho mình. Chứ bây giờ lương 4-5 triệu thì mà lại còn ship từ Mỹ về thì chắc là chết mất. Thì cái này là cái giấy tờ liên quan đến cái việc là thông quan qua hải quan này, chắc là cũng không có cái gì quan trọng lắm, nên là thôi mình bỏ qua nó. Đây là cái hộp YouTube của chúng ta. Bây giờ sẽ mở ra xem là nó có cái gì nhá. Mở như làm gì. Ok, đây là cái hộp của chúng ta. Đây, trong này thì có một cái lớp xốp này để bảo vệ, chắc là dẫn chuyển xa này. Rồi bên mình xem lần lượt trong này có cái gì nhá. Đầu tiên ở đây rất là đẹp, đấy là có một cái chắc là cái kiểu tặng thư chúc mừng, đúng không? 100.000 sắp. Đây thì có chữ ký của giám đốc điều hành YouTube, nhưng mà chắc chữ ký này dạng photo thôi. Đó, ok, một cái này. Cái thứ hai là cái này là hình như là của đơn vị vận chuyển à. Ok, cũng không rõ nó là cái gì. Đó, ở đây có rách, nhưng mà rách này là Z chứ không phải rách Việt Nam, không phải rách năm củ Việt Nam. Rồi, ở đây là có những cái phần thưởng của YouTube, thì là nút bạc này, nút vàng, xong là kim cương. Hy vọng là trong sự nghiệp giáo dục thì thầy lên được một nấc nữa, lên đến nút vàng, được 1/10 rồi. Đó, và đây, nhân vật chính của chúng ta chính là cái nút bạc đây. 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 Ok. Rồi, đây chính là cái phần nhân vật chính của chúng ta. Và các bạn có thể thấy là có thể tên kênh YouTube của thầy ở đây. Rất cảm ơn mọi người trong thời gian vừa rồi đã ủng hộ thầy nhá. Và hẹn gặp lại các bài giảng tiếp theo. Xin chào.